một cái khía cạnh và lưu ý khác khi mà các bạn nhìn sổ của công ty ấy, thì người ta thường là thay đổi đăng ký kinh doanh theo thời gian. Nhưng là để mà sổ công chứng được và sang tên được thì cái thay đổi về đăng ký kinh doanh đấy thì nó cũng giống như là cá nhân thay đổi về chứng minh thư hoặc là ngày cấp hoặc là hộ khẩu thường trú. Thì các bạn lưu ý là gì? Thì mình phải đính chính cái sổ đó trước khi sang tên. Như vậy là nếu mà đăng ký kinh doanh của công ty thay đổi là lần thứ 8, không phải là lần thứ 6, không phải là lần thứ 3, thì bắt buộc trên sổ đỏ cái trang thay đổi thông tin về mặt pháp lý thì phải thể hiện là đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8. Và đây là lần thứ 8, là lần cuối cùng và là tại thời điểm hiện tại. Thì lúc đó là khớp với cái đăng ký kinh doanh đã thay đổi, bạn lộp vào tất cả các đăng ký kinh doanh từ lần 1 đến lần 8, lộp vào tại phòng công chứng để văn phòng công chứng sẽ sao y bản chính, để mà sau khi công chứng thông tin nó phải khớp với đăng ký kinh doanh đã thay đổi lần thứ 8. Trên thay đổi nội dung trên sổ ấy, thay đổi pháp lý cũng đã thể hiện là đăng ký kinh doanh đính chính, là đã đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8, trùng khớp với nhau. Và khi mà sang tên ấy, thì bắt buộc bạn phải có cái đó. Nếu không là bạn phải đính chính lại sổ trước, trước khi mà công chứng và sang tên được. Thì cái này là đặc biệt lưu ý, là một số công ty là họ sẽ không cập nhật vào sổ, tức là cái tài sản mà mình mua bán ấy, sổ đỏ ấy, họ vẫn mang ra công chứng. Thì đấy là sai quy định và không thể công chứng và không thể sang tên được các bạn nhé.